じゃちょっと練習しましょう。まずchữ dịch đọc là eki, điện khí, đến kỵ, xa, xe con, kuruma, điện tử, đến trị, điện xa tức là tàu điện, đến trạm, dịch viên, nhân viên nhà ga, ekiin, điện thoại, đến gọi. Để bừng. Watashi wa lại chúng ta check nhá. Watashi wa nichiyobi hitori de Kyoto e ikimashita. Densha de ikimashita. Câu này có nghĩa là tôi vào ngày chủ nhật thì đã một mình đi đến Kyoto và tôi đã đi bằng xe điện. Dạ, phần đầu tiên của chúng ta, xin lỗi, phần thứ 3. Phần thứ 3 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở phần thứ 4 của bài số 5 này nhé. Cảm ơn các bạn.